sao, khi đó công nghệ khoa học phát triển vượt bậc, người máy xuất hiện hàng loạt. Đặc biệt người máy được chế tạo như người thật, từ đó người máy được ứng dụng rộng rãi trong xã hội loài người. Tuy nhiên, để có thể duy trì an ninh cho xã hội, con người đã xây dựng đảo người máy phương Đông được tách biệt riêng ra. Khi mà người máy được phổ biến rộng rãi, thì lúc đó nổi dậy một cuộc bạo động của người máy dị biến. Theo đó là một chiến đội thần bí được thành lập để chống lại người máy biến dị do một nữ người máy tổ chức để bảo vệ an toàn cho xã hội và loài người. Nghịch chuyển thứ nguyên. Vào những năm gần đây, những bộ hoạt hình Trung Quốc ngày càng đầu tư với đồ họa sắc nét, âm thanh sống động. Vì vậy, hoạt hình Trung Quốc đã ngày càng hấp dẫn hơn bao giờ hết. Một trong những bộ đó là Nghịch chuyển thứ nguyên, AI hoạt khởi. Với sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỹ thuật và công nghệ, trò chơi nhập vai có ý thức kỷ nguyên đã trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Trò chơi truy cập đầy ý thức và NPC suy nghĩ độc lập làm cho người chơi cảm thấy như đang ở trong thế giới giả tưởng thật sự. Thi Gia Kiệt và Tiểu Lôi quyết định tham gia vào trò chơi đối với những giải thưởng trong trò chơi để có thể duy trì sinh ý của bọn họ. Nhưng họ không hề hay biết rằng đã tham gia vào một cuộc săn lùng không giải thích được, và đây chỉ là khúc dạo đầu trong tầng lớp âm mưu này. Dụ hoặc Miu Yêu xoay quanh câu chuyện nữ chính Tô Thanh Hàng vốn là Miu Yêu trùng sinh, muốn tìm người yêu ở kiếp trước, nhưng thấy hắn lại nhảy vào hôn. Nữ chính không có tiết tháo ở giữa cao lãnh nam thần cấm dục và tà mị lãnh diễm yêu vương, biết lựa chọn ai. Kiếp trước bất ngờ vì bị chính người yêu mình giết chết, nhưng sau đó cô bị yêu vương cho một loại thuốc quay lại thế gian cùng chung thân xác với Tô Thanh Hàng là Miu Yêu kiếp này. Sau khi sống chung hiểu rõ hắn không phải loại người như vậy, hai người đồng thời mơ về kiếp trước, một đôi thần tiên hiệp lữ người người ngưỡng mộ. Hắn bất chấp yêu tộc, xem nàng là người bảo vệ kiếp này. Nàng là một Miu Yêu láo lĩnh, ngây thơ. Sau khi trải qua hiểm cảnh, cuối cùng hai người biết được đằng sau có kẻ giật dây. Vì thế hai người đi tìm hiểu, quyết không để cho mối nhân duyên này đứt một lần nữa. Thiếu niên ca hành. Câu chuyện bắt đầu khi vong ưu đại sư của hàng thủy tự tọa hóa. Một cổ quan tài vàng được xem là báu vật thần bí nhập thế, vén lên phân tranh trong giang hồ. Trong lúc hỗn loạn, tất cả các thế lực đều xảy ra mâu thuẫn với nhau, bắt đầu đối chọi gay gắt. Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắc, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy lần lượt rơi vào phân tranh. Khi mà cả võ lâm đều sôi sục về tin đồn bí mật trong chiếc quan tài vàng bí ẩn, thì cũng là lúc sách mã giang hồ mộng ỷ kiếm đạp ca hành. Câu chuyện về sự bí mật của chiếc quan tài vàng dần hé mở, các cao thủ lần lượt xuất hiện, từ đó dấy lên phân tranh trong giang hồ. Thái Ất Tiên Ma Lục Chi Linh Phi Kỷ. Xoay quanh nữ đệ tử Huyền Môn Thanh Thành Phái Lãnh Sương Ngân, thiên tư trắc tuyệt, vốn là người thừa kế chức vị trưởng môn, do tu hành vấp phải chướng ngại tới Thanh Ngọc Đàn để vấn duyên về tiền kiếp. Sau khi biết rằng tiền kiếp có liên quan đến đại chiến Cung Luân lần thứ hai, đã một mình rời khỏi Thanh Thành Sơn nhằm tìm kiếm một người có thể cải biến mệnh bàn kỳ lạ của nàng, giải khai bí ẩn về tiền thế, gặp được vị hoàng đế trẻ tuổi có thể thay đổi mệnh bàn của mình. Hai nhân vật chính, hai số phận, những khung cảnh chiến đấu đầy đặc sắc, tiên, ma, yêu, vũ khí chiến đấu, phi kiếm, ma thuật, làm cho Thái Ất Tiên Ma Lục thành bộ phim. Lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, not f***ing likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Watching numbers grow is what I call sightseeing. In the front row, run it up when they hype me. The following grows, they know how to ignite me. Call me CEO, I've been running sh** right, see. And I ain't playing games, I create my own lane. Making pleasure out of pain, Turning losses into gains, I'm the boss, I'm making change. I've been rocking this exchange, Popping off and risking things, gonna make a f***ing name. I just wanna be famous, but I don't want that cheap fame. No, I'm not that vain, I just wanna be greatness. Rising, you don't have to love me, you don't have to like me. Got-
going off every chance I get. I don't really take a loss, well, I'll admit. That's why I make it to the top, yeah, I commit. And no, I'm never getting lost, I get after it. Investing in my own stock, cause it's faster than any crypto hits go, let me spend. Everything that you see is something I invent. And it's only a percent. I'm gonna take shots. If I miss all, forget it. I'll take a fat loss just to learn all that's in it. I'm taking snapshots, learning how to fall and get it. I'm getting back up, always stand tall, don't sweat it. I never back up, I don't miss a thing, I'll regret it. I'm always learning, you could call me academic. I'm always working, never been apathetic. Fat energy is like a poison, needs a antiseptic. Đang mang Tiểu Vũ cứu thoát và Thánh Đường Tam Tạng trở về Tây Thiên Trả Kinh một lần nữa. Mộ Vương Chi Vương tương truyền các đệ tử của Lạc Võ Tử đời sau xây dựng rất nhiều ngôi mộ cho Hoàng Thân Quốc Thích, trong đó có 9 ngôi mộ lớn được xưng là Mộ Vương Chi Vương, nổi danh khắp nơi. Sau Lạc Võ Tử chết, truyền ngôi cho Mộ Dung Hưu làm các đệ tử Lạc gia bất mãn. Vì thế, sau khi tấu với Hoàng Thượng, hai đại gia tộc thi đấu với nhau, nếu phá được 9 ngôi kỳ mộ, có thể lấy về danh hiệu Mộ Vương Chi Vương. Sau đó Lạc gia rời khỏi Mộ Vương Thành, lập ra bang phái mới. Hai phái đối đầu như lửa với nước. Câu chuyện kể về hành trình công mộ của 4 người: Lạc Thời Thu, Lâu Mãn Phong, Lâm Thủy Giao, Hàn Thiên Lạc, những âm mưu quỷ kế, tình cảm, những cuộc đối đầu không khoan nhượng, từ đó giang hồ xảy ra bạo động khắp nơi, hình thành nên câu chuyện kinh tâm động phách về mộ phái trên võ lâm.